chào các anh chị và các bạn nha. Các anh chị và các bạn có khỏe không? Hôm nay trời trong xanh gió mát. Ly đi ra hái cải salad. Coi cái chậu hoa mà Ly gắm đại nè, bây giờ nó ra bông rất là đẹp luôn. Nó có hai màu nè. Dễ thương chưa? Bông màu nụ màu hồng hồng tím tím này nó đang ra nụ nè. Đó, nó sắp nở rồi đây. Còn cái này màu vàng vàng cam cam, xinh ơi là xinh vậy đó. Diêm đại mà nó lên hoa. Còn ở dưới kìa, có cái chậu hoa mai đẹp, nó nở vàng ươm luôn. Qua Tết rồi. Qua Tết rồi mà hoa mai nó nở nè. Mà nó còn nụ quá chừng luôn. Cái này là mai tứ quý gì đó. Nụ quá chừng nè. Mà Ly đâu có lặt lá gì đâu. Hình như cái cây mai này nó không có cần lặt lá. Đẹp quá. Còn nữa chưa đâu. Cái này ba cái Ly cho hai nhánh còn hai bên. Bữa Ly thấy nó màu trắng mà sao tự nhiên giờ nó thành màu vàng không hiểu luôn. Nè, nó đang trổ bông nè, cũng xinh lắm. Trên đây nó cứ hoàng hoàng vậy tại nó không có ra chịu ra tùm cho mình đó. Mình dễ săn sóc và mình dễ bó buộc gì đó không. Đó, nó bông. Ui, nó có hai lớp nha, để ý nó có hai lớp hai tầng nè. Nhưng mà nó không có cái nhụy nhiều. Đẹp đẹp. Còn cái cây này á, nếu mà chịu khó để ý á thì lúc mà nó mới vừa ra nụ nó nở ra là nó màu hồng. Xong rồi nó sẽ thành cái màu này kia bằng gì ha, màu đỏ. Rồi có một số thì nó sẽ thành màu cam. Rồi từ từ khi mà nó héo nó ra màu xanh. Nó có bốn màu trong một cái cây hoa này. Ly không hiểu, Ly để ý chưa thấy vậy. Đây nó cũng đang trổ bông nè. Thôi, xí sợn như đó, bây giờ đi ra hái cải salad. Hôm bữa là Ly đón thôi. Ly đón là không biết là nó ra lá hay là ra bông. Thật sự thì bây giờ Ly thấy rõ ràng là nó đang chuẩn bị ra bông. Cây này hy vọng có trái năm đầu tiên, nhưng mà đậu hay không thì mai mốt biết. Này là Ly mốt tại vì ăn bún thịt luộc mà không có rau, cho nên Ly ra Ly mốt cải salad đây nè các anh chị và các bạn. Đi coi cái cải salad nhà Ly nó non ghê hồn không. Hái ăn đi cho để thôi nó già. Cũng như thường lệ, Ly nhổ tới đâu Ly lặt tới đó. Rồi vô bắt đầu mình rửa. Trong cái lúc rửa thì mình lựa ra. Ra mà ở nhà mình trồng mình rửa nhiều lần nước lắm, có khi hả Ly đứng rửa hơn 20 lần á. Khi nào mà tới cái nước nó sạch thiệt là sạch mới thôi, tại mình không có bỏ phân gì đó, cho nên nó có mấy cái con nhỏ nhỏ li ti mình phải để ý. Organic mà nấu xèo luôn thấy
Vài bữa gửi ông xã đi mua phân tí để trồng cao khác. Nâu eo đã quá. Nhà chồng mình được ăn rau non. Coi vậy mà cũng cả rổ chứ bộ. Cuốn có máy cuốn đã hết rồi, tại vì nó mềm. Qua bên kia mót mấy cọng xà lách Việt Nam. Bên này là đi giao cái cải xà lách Việt Nam á, nó lên khi mà nó lên mới vừa lên hai lá đó. Các bạn biết không? Cái con gì á, nó lại nó ăn hết trơn, giờ còn sót lại nhiêu đây nè, bỏ uổng limót luôn. Nhìn thấy tắt cười không? Đúng là đi mốt rau. Các bạn ở bên Việt Nam á thì không có lạ gì cái salad này hết. Này là ly mua hộp ở trên Amazon á, rồi cái ly về ly giao thử thấy nó ra cái salad Việt Nam thiệt nè, ăn nó nhẫn nhẫn đắng đắng ngon.
gì hết trơn. Và bây giờ Ly đi gieo cái hộp xà lách son. Đây bây giờ Ly sẽ gieo cái rau tầng ô. Bữa xà lách son đi gieo rồi mà Ly quên. Tầng ô thì nó không cần nhiều đất, cho nên đi xài bằng cái thùng mũ này. Chị và các bạn, hôm nay ra mốt xà lách, được con rổ xà lách nè, trời gieo được con ô rau tầng ô. Cái này là hồi năm rồi ông xã Ly trồng, năm nay nó lên tốt quá chừng mà không biết được khi nào mới có trái. Trời Ly cũng gieo tùm lum tà la, cái nào lên được thì lên. Cái này là cải xanh, còn cái cây đào này nó ra được mấy bông xong rồi không thấy trái gì hết. Các anh chị và các bạn, chia sẻ một cái video mà đơn giản sống hàng ngày của Lily. Cảm ơn các anh chị và các bạn nha đã xem và luôn ủng hộ cho Lily ha. Đừng quên đăng ký, subscribe, like và share để Lily có nhiều video khác chia sẻ cho mọi người xem cho vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau nha. Nhờ Ly vô rửa sao.